đặc biệt là có vũ sư Thanh Xanh Sang tới các bà con, có chị Michelle chủ vũ trường Diva em đến studio tới nữa các bà con. Có vũ sư Nhật Tăng tới nữa bà con, vũ sư Châu Võ tới nữa bà con. Bữa nay vũ sư tới quá trời. Rồi là ca sĩ Ngọc Lan. Ca sĩ Ngọc Lan bên đây chiếu quá. Thank you.
hoàn thành.